Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Hayate. Hayate đi rừng nha các bạn. Ôi giời ơi. Hôm trước thì mình có gặp vị tướng không phải đồng đội mình nó chơi về vị tướng Hayate đi rừng mà mình thấy rất là mạnh. Và kiểu giống như là nó rất là xuất sắc rồi. Hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn nha các bạn. Mình sẽ cầm Hayate đi từng luôn. Ở trước đây thì vị tướng Hayate ra mắt thì mình cũng đã cầm đi rừng nhiều lần rồi. Nhưng mà nó không có kiểu giống như là hot hot hòn hòn đấy. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy vị tướng Hayate đi rừng thấy hot quá. Đâm ra thì làm clip cho các bạn xem cũng như là trải nghiệm xem Hayate đi rừng nó có đáng sợ giống như là trong truyền thuyết không nha. Hayate thì với cả Hakafeni ấy là hai cái con tướng xạ thủ mà đi rừng nó nếu mà chừng trị lúc đầu á nó chỉ có 500-600 thôi, không lên được 1000 các bạn ạ. Còn những vị tướng xạ thủ khác thì được 1000 cơ. Nhưng mà Hayate đi rừng thì với cả Cafini chỉ có 8-800 chứ quên nhầm đâu 5-600 đâu ra ta. Đấy 800 đi này. Đây cho nó cung báo tố chơi cái coi. Đó, lên cung báo tố nha các bạn. Ngoánh cho nó phê dê cho nó sướng. Chứ mà nếu như mà mình chơi về vị tướng kiểu giống như là những cái con tướng mà chừng trị không được 1000 mình căn đam nó hơi khó một tí. Đấy, nhưng mà kệ không sao. Quẩy Hayate đi rừng nha các bạn. Hy vọng trận này mình sẽ tỏa sáng cho các bạn xem cho nó phê dê cho nó sướng. Đối với mình á thì xạ thủ nào cũng có thể đi rừng được, nhưng không chỉ riêng cả Hayate đâu. Nhưng mà thấy đợt này mình xin đi rừng cái đồng đội mình nó im re hạt me luôn, nhưng mình rừng luôn, trời ơi sướng. Này các bạn, có bạn kia bạn lại còn hỏi mình là mình là S mấy ta, hồi nãy S mấy đấy, S3 phải không ta? Bạn lại hỏi là S3 fan thằng Hảo hả? Trời ơi bố ơi, trời ơi, tôi là dân chính gốc ở đây lại còn fan nào nữa, căng quá cương các bạn ạ. Gắt để đó mình thể hiện chơi Hayate cho các bạn cũng như là cho bạn ấy gọi là lé mắt chơi nha, đảm bảo không hay không tính tiền. Vâng, chém gió thế thôi chứ nếu mà hay thì cũng nói tí mà phế như con dế là ăn chửi sấp mặt luôn đấy các bạn ạ, chứ không đùa được đâu nhá. Căng quá là căng luôn. Căng nhà bà thẳng quá đi. Chơi nó. Beng beng bọc. Ủa. Đánh nhau hả? Đánh nhau thì cứ rủ dê mình đi chứ. Ôi giời ơi. Hết nội năng các bạn ạ. Mình thề với các bạn luôn, pha đấy mà có đủ nội năng là mình băng trụ mình luộc cho bạn giống như nhái luôn đấy. Thiệt, băng trụ chơi luôn. Sợ gì đâu, ngán như con rán nào. Thôi đi về đi bạn, eo xù. Rồi về đi chờ. Anh kia đi rừng thì mình thấy nó có một cái điểm lợi hại. Đó chính là tốc độ di chuyển nó khá nhanh. Tại vì Hayate nó không phải là một cái vị tướng mà xạ thủ mà gọi là kém cơ động đâu. Mà đây là một cái vị tướng cực kỳ cơ động. Và nó là rất cơ động của những vị tướng xạ thủ. Ai chà chà, ngô khí, mình tới với bạn gì đây, hãy xem tới đây, chết nè, ôi dồi ôi, được một em rồi, ngon quá, quá thơm luôn như cổ gừng luôn, chơi nó luôn nè, ôi dồi ôi, ngon thế, một mảng nhưng mà mình qua là, ủa, cái bút kêu luôn nè, thơm đây, thơm đừng như cổ gừng này, phê, lên đây giày cùi cái coi. Lên đôi giày cùi cái coi. Lên đôi giày cùi cái coi. Ôi giời ơi. Chơi nó. Bập. Ok con dê. Ôi giời ơi. Yeah. Từ từ nha. Ý. Ngọt là nước, ngon cơm, ngon lành cành đào. Vô chơi nó. Ôi ôi. Phải đấy có tốc biến là mình sẵn sàng. Tốc biến là mình bật chiêu cuối luôn đấy. Dạo gần đây mình chơi Hayate thực trạng cũng hơi ghê đấy. Chứ phải dạng vừa đúng không các bạn? À không. Phải nói là xạ thủ Hayate trong tay của mình đó, cứ gọi là mạnh mẽ. Kìa. Làm gì đông dữ vậy? Ôi, căng quá. Quá là căng luôn, căng quá trời luôn đấy chứ. Ói rồi, ôi đâm đầu vào tường mà cuối cùng tường lại cản đường nó mới đau.
bập 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 bập. Chiu 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 chi
cái món đó chính là thương thông đao bão tép nha các bạn, thông đao bão tép nha. Thật sự ra mà nói thì hai nhà tay đầu trận cũng không thể hiện được mấy, mình ăn được hai mạ như thế này đã thành công rồi đấy các bạn, thật sự là rất thành công đấy với vị tướng hai nhà tay luôn. Đến cuối trận ấy thì các bạn mới thấy được cái sức mạnh đáng sợ của vị tướng hai nhà tay, nó mạnh cái mức độ mà khi mà lên xong cái áo choàng băng giá này, ôi giời ơi may quá mình không xài chiêu cuối. Xài chiêu cuối vào đây, hãy xem ta đây. Á đù, ấy trời ơi, sao lại dính cái gì đây? Nè, oh my god. Rồi xong không ăn được mạng luôn. Xui vậy. Sao mà đen quá vậy ta? Xàm thế nhờ. Thì đen quá các bạn ạ. Chơi nó. Yeah, ngu khí, mình tới với bảng gì đây? Trời nó, chạy đâu? Ôi giời, cố gắng làm gì cũng phải nằm xuống thôi bạn ơi. Bạn biết tớ là ai không? Nãy giờ mình có vẻ me bé khỉ, ngọt phết đấy nhỉ? thơm. Ui, bùa này. Vô đây mà kiếm chuối bạn ơi. Có chiêu cuối đấy. Mình tuyên bố với bạn, tên bên bạn luôn. Này thì Hayate này. Ngũ khí. Chăm sóc nhiệt tình ngũ khí luôn các bạn. Phải nhiệt tình chứ. Mình chơi là phải nhiệt tình. Đấy. Thế bạn ấy mới cây cú được. Ba không rồi. Bay. Hãy xem tới đây. Mày hả bưởi. Hứ nè. Rồi quay lên tới. Chạy đâu. Khỏi trụ thôi. Chạy đâu. Trời ơi, double kill các bạn ạ, 5-0 luôn. Xui, về thế nhở. Ở hai chân tay đi rừng mạnh vãi các bạn ơi. Thật, quá tuyệt vời. Nếu mà nói ra vị tướng các bạn này bảo còn do tem mình, trận này nó gánh mình thì vẫn sai. Tại vì hồi nãy là tem mình với tem bạn nó cũng ngang nhau thôi. Mà mình hiện tại ăn được 5 mạng rồi này, hơn nhau là cái kỹ năng đấy các bạn. Úi dồi ôi, bập. Gheo. Ôi giời ơi. Láo nháo nè. Ngũ khí. Bé khỉ cu teo. Bé khỉ cu teo này. Đâu rồi. Nó đang đâu rồi. Đây rồi. Ôi nó dã kìa. Ôi sướng con mắt. Ghê chứ đùa. Phê thiệt đấy. Thật sự là quá phê luôn. Lên thánh kiếm thôi các bạn ơi. Lên thánh kiếm thôi các bạn ơi. Ôi ôi, 6-0 rồi các bạn ơi. Phê quá đi. Quy lên làm sao? Úi giời ơi. Các bạn làm gì? Các bạn giờ sao? Highlight. Oh yeah, highlight các bạn ơi. Ôi trời, 1-2. Các bạn nghĩ rằng 2-1 là được sao? Bạn biết tớ là ai không? Hả? Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Hayate đấy. Ôi trời ơi, các bạn thấy cái pha đấy thấy nào? Các bạn thấy thế nào? Trời ơi, chất lừ không? Hayate đây. Nguyên dồn cái combo chiêu cuối không? Nó khiến cho tem bạn gọi là rất đài, dựng chứng này. Thế nhờ, và đấy công nhận mình xả skin đã con mắt thật đấy chứ. Không ngủ đi đâu được. Rồi Illumia này, Illumia này. Đi đâu con sâu, chạy đâu cho khỏi nắng. Ái chà chà. Vô đây. Chơi nó anh ơi. Ái da da, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tuyệt vời ông mặt trời, 9-0 các bạn ạ. Kinh thế nhờ. Đấy, kỹ năng múa lửa nó phải tới mức độ như thế này nha các bạn. Bằng cấp không? Rời. Các bạn chê mình là hơi bị sai đó.
giờ mình, ôi sao lại lên đồ này ta, áo choàng băng giá chứ. Rồi áo choàng băng giá là bất tử luôn đấy các bạn. Tại vì sao? Tại vì ở những cái vị tướng như là Quillen với cả Ngộ Không bay vào mình mà mình có áo choàng băng giá là coi như mấy bạn ấy cũng không có cửa mà chạy thoát. Đấy, ăn mình không được mà mình xả cho sát thương, chỉ cần dồn cái chiêu cuối vào mặt thôi là muốn đứt đứt cước rồi. Rồi vô bắn rồi, ngon rồi, vô bắn rồi, vô bắn rồi, vô bắn rồi. Vô chơi đó anh ơi. Mọi người đang xem của clip của mình đăng ký kênh và ấn like ủng hộ giúp mình với nha. Hôm nay mình sẽ khai sáng cho vị tướng Hayate đi rừng. Ô kìa, ô kìa, ô kìa. Ô kìa, ô kìa. Hãy xem tới đây. Trời ơi. Chỗ đã mắt chưa? Các bạn đã thấy đã có mắt chưa? Phê chưa, phê chưa? Nó xả sát thương kìa. Xả sát thương kìa, xả sát quế liều. 12-0 Red Bokeo. Một cái pha sấy mãn nhãn đến từ Hayate. Đã quá, đã quá, đã quá. Đó, mình chơi game hay mình làm clip mà toàn mình cố gắng tạo ra những cái pha gọi là mãn nhãn. Khi mà mình gọi là làm clip thì mình sẽ cống hiến hết mình, chơi gọi là chơi theo kiểu phong cách gọi là phong cách gọi là độc lạ, chơi dùng kỹ năng là chính. Xả nó. Này thì xạo xạo này, xạo xạo này chạy đi đâu có sâu. Yeah. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Phê thiệt đấy chứ. Trời ơi không ngờ luôn á, hôm nay mình mới phát hiện ra một điều Hayate đi rừng nó đáng sợ như này luôn đấy các bạn. Cái này các bạn nghĩ rằng Hayate đi rừng nó mạnh hay là do cái bản thân mình chơi về vị tướng Hayate nó mạnh? Các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Nếu các bạn kêu là mình tại vì mình đánh hay quá, mình chơi Hayate thì nó hay thì cũng đúng. Không sai nha. Còn các bạn bảo Hayate nó mạnh, nó ra khiến cho mình chơi nó mạnh theo thì cũng đúng, không sai nhờ. Ấy giời, cái nào cũng đúng cả. Nhưng các bạn nghĩ sao? Nghĩ sao về vị tướng Hayate và nghĩ sao khi mà mình cầm Hayate đi rừng với cái sát thương của nó quá mạnh như thế này, mình dồn chiêu cuối một phát là nằm luôn này. Nhưng mà vì cái lý do mà đem với bạn nó có trụ đâm ra mình không dám thôi. Không có trụ thử xem, không có trụ thử xem. Này 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 này. Này thì xảo xảo này, đi đâu con sâu. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời ơi. Này thì xảo xảo này. Ê ê. Cái đậu xanh cái con tướng Nafel các bạn, nó chạy ra nhanh quá, mình không nhìn thấy các bạn ạ. Mình không nhìn thấy Lavel. Mình không nhìn thấy Lavel, thật sự ra đó mình không nhìn thấy Lavel vào đấy. Mà chỉ mình thấy thì Quillen, không có Lavel vào đấy được, Quillen chết. Mình hứa với các bạn luôn, đảm bảo luôn. Rồi, Gidu hết mana. Zuka hết mana. Bây giờ là Gidu hết mana. Rồi xong, đầu thanh anh ta chạy bộ kìa. Nhìn tội thế, không biết được chứ. Nhìn Gidu đánh không có mana, tội thiệt đấy chứ. Nên đi bộ này. Có chiêu 1. Gidu tầm cuối trận này nó hồi chiêu 1 cực kỳ nhanh các bạn. Ôi giời ơi. Mày có thấy an toàn không? Là sao? What the hell? Vô chơi nó nè, chơi nó nè. Trong bụi có người. À, bé khỉ tính tàng hình chơi mình à. Oh my god. Úi sổ Illumia. Trận này các bạn có Illumia chơi kìa. Mình thấy đa số Illumia là toàn bị cấm thôi. Ủa Illumia nằm xuống mà mình không hiểu luôn đấy, tự dưng chết kìa. Mình có biết gì đâu. Vãi trưởng. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây mà kiếm chuối này bạn ơi. Nói thật một câu chứ. Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa. Ui dồi ôi, mình sấy kinh thế nhờ. Vãi trưởng. Thật là vãi trưởng. Mình xả sát thương cái kiểu gì giống như là gọi là núi sát thương này. Ăn mạng vượt thời gian luôn kìa các bạn. Trời ơi, Quillen. À đâu, Hayate đi rừng quá mạnh. Trời ơi xả phát đá thiệt chứ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment nha. Các bạn nghĩ sao về vị tướng Hayate đi rừng? Bye bye. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Goodbye, see you again.